Việt Nam thằng khó trong thế soi của Alan Stasic. Các cô gái Việt Nam thằng khó Myanmar trong sự soi xét kỹ lưỡng của huấn luyện viên Alan Stasic bên phía Philippines. Dưới sân diễn ra trận cầu đinh bảng A bóng đá nữ SEA Games 32 giữa Việt Nam, VN và Myanmar, trên khán đài cổ điểm viên của Philippines ghi hình và ghi chép chi tiết. Tuyển nữ Việt Nam lại có một trận thắng khó khăn trước đối thủ khó nuốt Myanmar bởi thời tiết quá nắng nóng, ngột ngạt, các cô gái Việt Nam lại đờ người. Chạy không nổi dẫn đến các đường truyền lạc địa chỉ, các tuyến phối hợp còn rời rạc. Cùng với đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải dần thay đổi lối chơi để thích nghi khi đá World Cup 2023. Đó là lối chơi ít chạm, ít cầm bóng, cuộc chơi phải động liên tục, bóng phải luân chuyển nhanh. Điều này các cô gái Việt Nam thật khó thực hiện vì trời nắng nóng, đối thủ Myanmar lại chơi dưới điều kiện thời tiết nóng bức cực giỏi. Tất cả những điều này khiến trên sân tuyển Việt Nam thường rất lạc nhịp. Tuy nhiên Việt Nam vẫn thắng 3-1 vì các cô gái Việt Nam già dặn hơn, biết giải quyết khi gặp tình huống khó. 30 phút đầu trận Việt Nam tuy áp đảo, nhưng Myanmar lại khỏe và cách di chuyển của họ không hề cho thấy thời tiết cản trở lối chơi của họ. Bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công Huỳnh Như, nhưng sau đó thì Myanmar kịp gỡ hòa 1-1. Bước vào hiệp 2, trời bớt oi bức, các cô gái Việt Nam thanh thoát hơn, nhưng Myanmar lại còn khỏe hơn, Việt Nam vẫn bế tắc tìm đường vào cầu môn Myanmar. Huỳnh Như lại xuống sức thấy rõ cho đến khi huấn luyện viên Mai Đức Chung tung Thủy Trang vào sân. Lúc này khu vực giữa sân của Việt Nam liền lạc hơn. Tiền vệ Thủy Trang liên tục lao lên gây áp lực cầu môn Myanmar và thế là Việt Nam có hai bàn thắng giải tỏa thế bế tắc. Đầu hiệp hai cầu thủ chạy cánh Thanh Nhã được đưa vào, Nhã khỏe và lì đòn trong một tình huống rối loạn trước cầu môn Myanmar. Nhã tận dụng cơ hội ghi bàn giúp Việt Nam vượt lên dẫn 2-1 và sau đó Thủy Trang đóng đinh trận đấu bằng cú sút xa rất điệu đà. Bóng bay chéo và sát xà ngang làm bó tay thủ môn của Myanmar ấn định tỷ số 3-1 cho Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận đây là một trận đấu đầy khó khăn, nhưng rồi cuối cùng Việt Nam vẫn thắng và có hai trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, nhóm điệp viên từ Philippines gồm huấn luyện viên trưởng Alan Stasic và ba trợ lý người Úc vừa ghi hình bằng camera, máy tính, ghi chép rất chi tiết trận Việt Nam thắng khó Myanmar. Gương mặt ông Alan Stasic trầm ngâm bởi trước SEA Games, ông đã vài lần hùng hồn tuyên bố sẽ lên ngôi vô địch, tức lật ngôi hậu của Việt Nam. Nhưng ra quân trận đầu nữ Philippines đã bị Myanmar hạ gục 0-1. Lượt trận cuối Philippines sẽ giống mái với Việt Nam, còn Myanmar gặp kèo dưới Malaysia.